À, dạ vâng, em Hải xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi chơi đêm Halloween cùng với em Hải. Thì hiện tại thì em Hải đang có mặt tại Đại lộ Thái Lợi. Dạ vâng, thì bây giờ thì mình ghé qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ xem có sự kiện gì không quý cô chú anh chị nhé. Rồi sau đấy thì mình sẽ về khu vực phố Tây Bùi Viện trong buổi tối ngày hôm nay. Thì phố Tây Bùi Viện thì tầm khoảng 10 giờ mình sẽ ghé qua khu vực phố Tây Bùi Viện, lúc đấy thì sẽ đông và náo nhiệt hơn. Nhưng mà qua phố Tây Bùi Viện nhiều cái đây cũng thú vị, em quý cô chú anh chị mình giống như hôm qua em phải có quay một clip gửi tới quý cô chú anh chị mình xem đấy. Đấy, phải mất khoảng 30 phút thì mình mới qua được khu vực phố Tây Bùi Viện luôn á. Đó, vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi dạo dạo tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ này một chút. À vâng, thì em Hải thấy là gần đây á, đa phần là toàn là du khách Hàn Quốc về với Sài Gòn mình, thưa quý cô chú anh chị mình. Ở đây nhiều lắm, không có đợt nào mà em Hải thấy mà nhiều du khách Hàn Quốc như đợt này luôn. À vâng, thì bây giờ vui rồi, hôm nay em Hải thấy là lượng người tập trung về khu vực phố đi bộ cũng đông ghê luôn. Quý cô chú anh chị mình thấy này, lượng xe qua lại rất là nhộn nhịp luôn trong buổi tối ngày hôm nay. Với hẹn là buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn phục vụ các cô chú anh chị mình xem. Hôm nay thì cũng có một vài chiếc siêu xe đang qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và hiện tại bây giờ là 8 giờ tối. Các cô chú anh chị mình thấy đấy, mọi người đang kéo xô ra. Ui quá đông luôn các cô chú anh chị mình ạ. Chiếc siêu xe đang nẹt bô rồi đây, mọi người có thể thấy đang kéo ra này đây. Hôm nay thì em Hải đi xe mới ở trên kia cả, sợ kẹt xe nên mình cũng không dám đi xe ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Tây Bùi Viện. Xe đi lại lộn xộn quá. Chị mình thấy này, đấy, rất là đông luôn. Hôm nay em sẽ dạo hết khu vực phố đi bộ cũng như là quanh quanh phố đi bộ để tới quý cô chú anh chị mình. Hôm nay không phải là cuối tuần nhé, hôm nay là lễ hội Halloween đấy. Hóa trang rất là đẹp, quý cô chú anh chị mình có thể thấy đấy. Ui sợ. Thank you.
Hải thấy là cũng không có nhiều người lớn hóa trang nha. Thấy các em nhỏ hóa trang rất là nhiều. À đây, vừa nói xong thì có một hóa trang đấy.
hôm nay kẹt cứng đường ở cuối của chùa anh chị ơi. Hiện tại thì em Hải đang có mặt tại đường Nguyễn Huệ giao nhau với đại lộ Lê Lợi. Cuối của chùa anh chị mình có thể thấy trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, thì ở phía bên kia là sân khấu của Hurricane. Cuối của chùa anh chị mình có thể thấy sân khấu rất là lớn luôn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.